Đây là một bộ phim Tâm kể về quá trình cảm xúc khi thực hiện live show tri âm và về mối tình 20 năm kỳ diệu của Tâm với tri âm của mình. Welcome tất cả các bạn đến với tri âm. Đối với Tâm, âm nhạc đến với mình nó như là hơi thở. Tâm muốn mang tất cả những tình cảm, sự ấm áp, nồng cháy và thăng hoa nhất để gửi đến khán giả của mình, đến tri âm của mình. Chắc mình phải đổ xăng rồi sếp ơi. 107,5 triệu ca, trong đó hơn 79,5 triệu ca đã được trả lời. Các bạn lăn xuống nữa, Tâm bước ra chứ. Tất cả mọi người dừng lại coi. Tâm nghĩ rằng là tất cả mọi chuyện có thể trước đó nó sẽ không đúng. Nhưng mà giây phút đúng nhất là lúc Tâm từ cổng bước vào sân, gặp ekip, xong rồi bước lên một lần và bước ra sân khấu. Ngay trong giây phút đó, Tâm mới là chính mình. Tuấn đến, Tuấn chỉ có một cái mục đích duy nhất là ngắm nhìn khán giả của Mỹ Tâm để hiểu tại sao Tâm được yêu lâu đến như vậy. Có những thứ không thể nào lấy lại được, nhưng mà thời gian thì chúng ta có thể lấy lại được bằng live show tri âm này. Rồi có quay thay đồ luôn không? Quay đi. Bye.